khách hàng quý nè. Dạ, khách hàng bé nhất nè. Biết thưởng thức, trời ơi, biết thưởng thức bằng cái kìa. Ngon chưa? Trời ơi. Đi. Các bạn ơi, anh Lưu với Mỹ Linh mới chạy ngang cái cây này nè, nó bự mà quá coi trái, trời trái luôn. Trời ơi, coi trái nè. Wow, nguyên cây luôn, nhánh nào cũng có trái hết á. My goodness. Thôi đã anh Lưu. Cái cây này là đẹp nhất trong đám cây mẫn cầu của ảnh nha. Trời ơi, nó quá trái trái trời. Bây giờ mình cắt về nè. À, thấy muối đó chưa hả? Không. Cái này là bí dừa. Cái này khác nhau hả? Giống bao không? Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Lâu lắm rồi Lưu Linh không có xuống anh Nguyên. Bữa nay mình xuống farm Nguyên chơi. Với lại mình tại tới mùa mẫn cầu rồi mấy bạn. Rồi giờ mình xuống đây mình quay cho mấy bạn xem trái na. Trái na mẫn cầu dai. À. Mình quay xuống đây mình quay cho các bạn xem. Ở anh Nguyên đâu rồi? Ở anh đến nay dừa có nguyên bự nè. Anh mấy trái dừa này nay bự. Được có mấy trái à. Tại vì hôm nay nó chín quá rồi. Rồi. Yeah. Được có mấy trái? Hôm nay 13 trái ha anh. Hôm nay nó chín quá, nó bị rụng. À, hay mấy chú bách đảo. Tự rụng ngon hơn mới mà luôn. Nâu rụng quá thì nó chín quá nè, anh. Trái này mới là ngon nè, chín cây nè. À, trái đó chín cây. Cái trái này là kêu bằng xẻ cái trái này ra cái kia thôi. Này dùng không? À, tới mùa mẫn cầu dai nha các bạn. Rồi thôi bỏ nướng đi. Quá dơ đó. À bây giờ chút nữa. Dạ. À bây giờ mình đi ra ngoài mình mình quay mấy cái cây thì đây, đó, nè, nay, nay, sáng nay, anh mới hái nè. Đúng rồi, chút nữa mình ra ngoài mình quay cho coi cái mấy cây. Vậy có ai muốn order thì cứ liên lạc với anh Nguyên. Nguyên đấy, ship đấy, qua. Mắc cầu rồi đó. Ôi, anh cũng còn mấy trái xoài. Nè, cái này trước đây là như lứa bị chín rồi nè, anh thấy. Trái này chín anh Nguyên. À, mấy này mấy trái nhỏ. Như không biết cái chín chưa ta. Còn này nó này này nó nước gai dữ nè. Ồ, tuốt dưới nè, em nghĩ trái đó chín á. Nè. Đó. Không? Chưa luôn nữa, nó nước gai mà nó ồ già chín rồi nè. Nó chín nó màu nó nè, thử coi ngọt không. Ồ mẹ nó dai. Em biết cái mặt cầu mở ra vậy nó dai dữ lắm luôn nè. Thử coi. Ừ. Ngon. Ngon không? Mấy bạn biết sao không? Mặn cầu này á một cây á mình tưởng là trái nó dai hết nhưng mà không có phải vậy nha. Tùy theo trái nha. Có trái cũng bị bở nữa đó các bạn. Dạ, mấy bạn thấy không? Nhiều khi á, Lu xuống đây á, Lu quay cho mấy bạn xem á. Để anh dục cái này cái. Đây em cầm này em ăn cái này đi. Nhiều khi Lu xuống đây Lu quay cho mấy bạn xem á, là Lu ăn cái trái mãn cầu á, là nó rất là dai mấy bạn thấy không? Mà lúc mà mấy bạn order mà anh Nguyên anh gửi đi cho mấy bạn á, trong cái thùng đó maybe nó có trái dài trái bở là ảnh không biết được nữa mấy bạn. Tại nhà mình bị mình có cây mẫn cầu dai. Cái cây không phải là mình trồng cái cây mẫn cầu dai mà nó ra trái dai nha. Đúng rồi. Tùy theo cái không khí á. Chứ không phải là cái trái nào nó cũng dai đâu mấy bạn. Tại vì quen biết gì là mấy người làm farm đó. Cái anh Phong hồi đó anh nói mẫn cầu của anh rất là ngon. Ảnh cứ nói với Lưu Linh á là không phải là cái cây nào cũng dai đâu mấy bạn. Một cây dai nó có trái bở trong nữa chứ không phải là ấy. Nhưng mà em ăn thấy sao? Dai ngọt quá cái ha. Cái này dai quá ngọt. Không, mình cắn một cái rồi đi ngay hết mà anh ngộ trái này chín nó ăn kha. Lúc còn nữa chúng tôi mình ra. Ngoài ngoài mình cho em. Cho các bạn xem. Bởi vì mấy bạn mà order á, nói tại sao mà Lưu Linh ăn mẫn cầu mà ngon mà dai á, mà sao mà gửi tới mấy bạn bở á. Cái đó là mình cũng không biết nữa. Tại có cây, da cái cây nó bị. Tại nhà mình có cây mẫn cầu dai mà mình bị, mình hái vô có trái xong tụi mình nói. Hồi năm rồi á mình ăn á, nó rất là ngon, rất là dai luôn. Mà tại sao năm nay nó có trái á, ăn nó bở, mình cũng không hiểu luôn. Tại chắc khi không khí vậy đó. Để chung là mình ra mình quay cho mấy bạn xem. Dạ. Lưu chặt cho Mỹ Linh trái dừa. Này có mấy em ở bên Texas qua chơi.
lái xe qua. Không. Bay hả? Mấy em bay qua lái xe xuống đây chơi. Cái này nó hơi già á anh. Mấy ngày hàng năm là vừa nó dày vậy là chứ không có mẫu gì. Thôi thì là nó bị non hay sao? Vừa ăn, vừa ăn hả? Ờ. Rồi thấy không? Ừ, hết sảy. Ờ, dừa cái luôn á. Ờ, thì anh lựa cho cái dừa ăn vậy đó. Quá ngon luôn. Ổng gài ha, Mỹ Linh uống nước dừa đã luôn. Anh Lưu đi biển, anh Lưu cũng chặt dừa theo. Anh nhớ đằng kia anh. Ở bên kia anh. Ngon không Lưu? Cô ra, cô ra, cô ra, hai mấy cậu chưa? Ờ, hai bốn trái rồi. Hai bốn trái rồi. Để lên tuần với em. Không, mấy ngày rồi, chừng mấy ngày rồi. Đâu biết đâu, hai ngày chưa có nở. Rồi có mấy cô chú ở bên San Diego qua. Chặt lên, chặt lâu lắm rồi. Không có, em chặt chưa? Dạ nguyên. Mười trái. Ba, ba. Ba, ba, ba mươi. Ba mươi, sáu, ba. Sáu, ba, sáu, bốn. 84 hả? Cái trái đó là kêu bằng bo luôn, mùa mấy hả cho 100 rồi. Hồi nay anh bo mình luôn nè anh. Đánh nay nguyên bo luôn nè. Còn muốn 10 trái, 10 trái mà chặt còn phải không? Thấy à. Mười trái trong vòng 10 phút nha. Rồi. Kia ra muôn trái, muôn trái tặng trái nhưng mà anh tính tiền hai trái. À hả, mấy cô chú bên San Diego. À. Bên San Diego qua. Thấy mùa trái cây nhiều lắm. À hả, là anh bị cà nhắc nữa. À, cây luôn vừa nè. Đẹp vừa ăn nè. Hết sảy không? Rồi. Ừ, cái cái vừa ăn đã không? Đây nè, thấy không? Thấy thấy lựa vừa là hết sảy bảy không? Sảy là bảy. Ok. Farm của Nguyên lúc nào cũng náo nhiệt hết đó. Bữa là bữa nay chủ nhật. Nay chủ nhật bởi vì nhiều người xuống. Đi xuống du lịch rồi ghé đây mua trái cây luôn. Có xe thêm tới nữa. Cái này là cái thứ 4 hả? Dạ. Để anh dạt luôn đi cho cái thứ 4 được còn sống cái kia thôi. Các bạn hồi sáng cái này anh Nguyên mới hái ổi vô nè, bữa nay ổi của ảnh cái nào cho nấy quá trời bự luôn. Ổi là quanh năm suốt tháng. Năm nay mẫn cầu dai thì trái nó cũng ít đó, bởi vì giá nó hơi cao. Vui lắm. Rất là đông. Sáng anh Nguyên ra hái thanh long nữa nè. Đi ổi. Rồi vé xe đi. Để đây nó nóng quá. Hồi nó héo luôn á. Hôm nay là hái ở ngoài vườn mới vô hồi sáng luôn. Mấy trái của ảnh này nó nhỏ nhỏ vậy nè. Mà nó ngọt lắm các bạn. Rất là ngon. Em bắt người mà bán hàng á sáng chứ. Mua người thì chặt mấy thịt thì con để đó ăn quá. Là đắt không cô? Ai cũng lại mua không? Ai mà vô cũng là lần dạ. Không sao thì cứ... Sáng gì nãy giờ anh Lưu ấy 20 trái hả anh Lưu? Đổ mồ hôi luôn à. Anh thì anh chơi. Anh biết anh đưa đi. Tới ai? Khỏi khỏi chặt đứt được. Không để cho để xuống dễ anh không chặt nó
muỗng cái nè. Muỗng dừa, muỗng dừa. Muỗng dừa, muỗng đặc biệt. Lấy hai cái đi ha, sợ nó hư cái nữa. Đây, à. Mình phải chuẩn bị vậy không? Đó, còn hai chỗ bắn nhãn chung quanh nữa. Nếu mà đi lại cái form mình nặng có form thường thường chị Trinh chị cũng có nhãn nữa. Bữa nay chị Trinh đóng cửa. Bữa nay đóng cửa không? Bữa nay bán về Việt Nam rồi. Rồi cảm ơn ha. Dạ. Lâu đổ mồ hôi hộp luôn. Lâu lâu á ha. Vessel luôn cái này. Woo. Nguyên ảnh chạy. À, anh Dũng đem nước chống đau bụng. Oh man. Mình đứng đây á, mình chặt dừa mà có người ấy. Đại ca đó. Mình bán nước dừa mà mình được uống bia. Đại ca lên sống thôi hả? Chết rồi. Mình chưa có chặt cái đít. Cái đó để dưới là nó chạy á, cái đó phải cầm. Không được, cái quên nhạc cái dưới rồi. Quên nhạc dưới, uống dưới đi, nghe cậu uống dưới đi, nằm dưới đi, nằm trái nha. Quên chặt cái đít thì nó đứng nha. Care for the beer. Wow, đầy ngon. Cái này thì nó hơi... Chị biết cách nào không? Chị biết cách nào không? Hai trái nữa à. Đây nãy giờ ba ơi, 40 trái dừa luôn. Dạ, dạ nãy giờ dừa hơi nhiều. 40. Bởi vì mình nói không, mình trái cây nhà mình trồng mình biết không? Yeah. Mình đâu có sợ. Đâu sợ đâu mà. Bây giờ muốn ăn cái khúc cái nước nè. Phải. Nghe của người ta. Không, bây giờ mình cắt vậy nè. À, thấy muối thấy chưa hả? Đây, ba đồng thôi, con này nghe đồng thôi. Không, cái này là mít dừa. Cái này khác nhau hả? Trời ơi, ngon. Cái này khác, cái này không phải mít nhà tụi em. Cái mít này là mít Mexican. Mít Việt Nam. Thay. Mexican, ok. Cái này ngon hơn. Bây giờ mình muốn ăn cái lạc ít hơn là cái ngọt nhiều. Bây giờ mọi người thích ăn này, bây giờ phải... không biết đâu có ai biết cái gì đúng không? Bởi vậy mình mới cắt, bởi vậy mình mới cắt vậy nè. Cái mít á, ok, gần cái cuốn á nó ngọt hơn. Ở sau cái đít nè nó lạc lại chút xíu. Ăn món đây thì ăn cái đít. Đó, bây giờ muốn biết không? Muốn biết không? Anh lên cân. Cái này á thì thật nhiều hơn cái này. À, nó không chín người thôi. Nhưng mà cũng không lạc lắm chị, nó cũng ngọt lắm. Cái gì cái xạo? 23 đồng. Ok, cảm ơn. Trời ơi, cái này có 23 đồng thôi hả? Dễ vậy trời. Trời ơi, 5 đồng kìa, bắp lịch đó. Trời ơi, 5 đồng mấy mới được có trái này bán hàng bán hàng. Đồ 4 năm. 4 năm nhưng mà nó có cả trăm trái mà. 4 năm mà sao mà có 2 đồng mấy đồng vậy trời. Nè, nó bán lộn Nguyên. Nó là trăm trái chứ đâu phải có trái đâu. Không sao. Nè, cho chị biết nha. Anh tặng mấy đi. Đóng ra em. Ủa, có tính lộn không? 23 đồng hả? Cái cân nó chỉ có nhiêu đỏ thôi à. Trả liền luôn kìa, để hơi tới bài hả? Sao hấp lên? Sao bị lít giá thôi. Cái cân nó chỉ có nhiêu đỏ thôi à. Rồi mít nè. Không, cái tự
tự gỡ ngon hơn. Đúng rồi á. Sợ giơ tay. Ở đây có xà bông chị. Có gọt gọt mũ là hết rồi. Nó không có nhiều gọt mũ hết. Khai khai nãy rồi. Hai miếng mít đã. Lấy giấy hay lấy ni lông vậy? Quá trời muối luôn. Đây ni lông ấy cái ni lông nè. Ấy cái ni lông á nó băng hết rồi. Đừng lấy giấy. Trời ơi, bởi vậy theo dõi mình đi, nó biết nhiều chuyện không có biết lắm. Ngày Lưu không đi câu cá, Lưu đi bán mít. Rồi bữa nay không đi câu cá. Thế chạy từ cái người ship vô là phải đi siêu bác để mình đẩy đâu thế nè. Một trăm lá sầu riêng đông khô sầu riêng của chị ba miếng ha, ở 4 kg. Rồi xong. Rồi xong xuôi. Thank you. Một trái mít. Có trái mít chín á, là mình xuống đây mình thảo luôn bán luôn này. Chín cây mới vừa hái thất thị chị. Xong xuôi. Hả? Cái này mới là ngọt nè, nó chỉ ngay cái cuốn ngọt hơn. Tại nãy em em bây giờ mới hỏi đi chưa? Chị đi để đèn nặng sắp. Có xe không? Rồi lưu xong. Xà bông. Có sáu trong ruột, cẩn thận anh nha. Đấy, đang có công ta order không? Có ngày không? Ở đó bên chú Sơn á. Anh Nguyên nói. Nó lạc á, chị sẽ lấy nó lạc không? Nó hết cái này. Đây hết mua. Đâu á, lạc. Không, thường ngọt hơn nữa đó chị. Cái kia là nó ngọt như đường luôn á. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị đi về. Ngon, đợt đó ngon quá trời ấy anh. Nhớ kỳ mà anh lấy cho em ăn á. Dạ. Bye bye. Bye anh chị nha, thank you. Cái chần hột mít nè, rớt cây. Có giọng tay nằm dưới rồi. Rồi. Bữa nay uống có cái không có mồi á. Từ từ nấu kho cái sực ra đã luôn rồi. Đúng rồi. Rồi ba chị. Ba chị. Tới nhận nha. Dạ. Đi qua đó đi xa chị ơi. Ở đây thắng được chú ba cơm. Rồi ba you welcome. Giờ mấy mình trở lại. Mình mới thảo cái mít chín cây nãy mà mình hái đang xuống Nguyên á. Bán rồi. Ờ đúng rồi, tại ngon quá. Và khi bán muối cho mà thấy ngon quá thì mình tính đổi. Ờ hả? Bán muối này nè. Đó không được. Giờ Lưu Linh chạy ra vườn ba thăm mấy cây mãng cầu coi bữa nay nó nước chai được bao nhiêu rồi. Vô mùa mãng cầu rồi mấy bạn ơi. Mình cho các bạn xem mấy cái mãng cầu. Trái mãng cầu. Nước gai. Trái cây mấy cây này nhỏ mà có trái thấy thương không? Nó vậy đó, mình nó chưa có nước gai nhiều. Nè quá nè, trái đào. Ồ. Thấy không? Vậy nó còn nước gai còn, nữa đó. Đúng rồi, này chắc còn từng phần chừng mấy tầng nữa. Đẹp quá hả? Ở đúng trong rồi. Đây nữa nè. Tầng sau này nó cũng chưa nè không? Bây giờ là tới mùa quá đã luôn. Tới mùa mãng cầu rồi nhưng mà chưa có nước gai nhiều, để giờ mình đi kiếm mấy trái nước gai coi. Mỹ Linh là thích nhất mãng cầu dai nè, luôn á. Quá trời này không? Mà xanh lè, xanh lè. Đẹp cái hộ trái nè. Hả? Các bạn thấy không? Tới mùa rồi nha. Vô đầu mùa mãng cầu á. Nãy giúp anh Nguyên tiếp mấy người khách ở bên Cali qua. Năm nay mãng cầu nó hơi mắc á mấy bạn.
tại vì hiếm ở đâu cũng ít, ít hơn mọi năm ít rồi. Ừ mà em thấy quá trời mảng cầu mà không có thấy không có trái nhiều. Anh có trái tuốt chưa? Có hả? Dạ dạ. Đâu em có cần qua bên đường đó không? Qua đây nè coi nè. Ồ em thấy nè. Thấy không? Đẹp thấy không? Nước gai quá trời đẹp luôn nè. Đã không? Hái được chưa anh? Quá trời đẹp rồi mà sao không hái được? À ơi đẹp quá. Đó. Em để nó ấy là nó thôi trái này đẹp quá trời. Đúng rồi không? Nè em cầm cho anh đi. Nè, bạn biết á, các bạn thấy không? Dù như mày cái dai hay là bở á, mình không có biết được nha, không có ai biết được hết á. Chừng khi mình gỡ ra mình ăn á mình mới biết được. Cái cây á nó dai á mình cũng biết là cây dai phải không, nhưng mà tùy theo mùa nha. À nếu mà nó mưa dai, nhiều á là nó sẽ bị bở. Coi, nè, coi nó quá trời bự mà nó chưa nứt ra nè. Coi cái trái nè. Ờ. À. Ừ đã quá hả? À hả? Quá trời bự mà nó chưa có nứt ra đó anh thấy không? Ừ. Cái trái nó còn bự gì nữa. Ở đây nữa nè phải không? Anh với anh Nguyên nói với em trời mà mưa nhiều quá đó anh là nó sẽ có mảng cầu bở. Nó khác đúng rồi. Nó lạnh lạnh đó thì mảng cầu thành dai nha. Trời thời lạnh. Thời tiết là cái quan trọng lắm. Không biết sáng anh có hái cái này chưa em? Em cũng biết nè. Ôi có trái nè, thấy không? Mấy cây này trái bự không á anh? À. Mà đẹp nữa. Bự mà chưa có nước gai. Chưa có nước gai không? Là còn bự nữa đó. Đó. Cái đó là tuần sau là ok á. Bữa nay nóng quá trời nóng luôn. Nóng mà. Đây, ngọt mình, luôn á. Mình chạy xuống kia mình kiếm mấy cây nước gai kia đó. Này để mình đi lại xe. Có không anh? Có không? Có 9 cây hả? Ồ chưa. Chưa. Mà này nước gai nè, thấy không? Nhỏ xíu mà nước gai nè. Hả? Trái này ngon à. Em thấy trái đó dài, trái đó nữa đó anh. Nước không? Chưa nước. Cái này chưa rồi, để cho anh Nguyên anh hái từ. Cái trái này là rất dài nè. Hả không? Dễ thương không? Có chút xíu à. À nó có quá trời nhưng mà nó chưa có nước gai. Bự lắm. Cái này hả? Này cũng được rồi nè. Còn bự nữa. Cái này còn bự nữa à hả? Sướng không? Giờ cái khách hàng mà xuống là cái ảnh sáng nào ảnh cũng ra ảnh hái hết á. Là em có vô. Trái cây tươi á trong vườn, nó rớt cái mình cầu. Nè. Ở đây trong nè. Vườn hái vô anh bán luôn. Đó không? Nó chưa có, vậy là chưa có nước gai nhiều nè. Cái này là cũng được rồi nhưng mà nó còn bự nữa, nó còn bự thêm nữa. Giờ mình đi vô lấy xe vô đèo cho anh Nguyên bán ổi em ơi. Ok chị Lưu Linh chỉ cho mấy bạn xem mở cầu tới rồi. Là mình mở cầu nước gai vậy nè. Các bạn có thể order gọi anh Nguyên. Ảnh có ship overnight đó. Có nhiều bạn ưa hỏi Lưu Linh là số điện thoại của anh Nguyên, địa chỉ của anh Nguyên. Mỹ Linh lúc nào cũng có để trong description hết nha các bạn. Các bạn có muốn coi địa chỉ số điện thoại là just click under description là sẽ có ở đó hết. Là các bạn có thể liên lạc với anh Nguyên. Tại có nhiều người complain là nói Lưu Linh không có để địa chỉ này kia. Nhưng mà chắc tại mấy bạn coi không có kỹ á. Rồi bây giờ mấy bạn không có thấy địa chỉ với lại số điện thoại. Lúc nào Lưu Linh cũng bỏ lên cho mấy bạn xem. Trong đó. Description là có hết. À, các bạn cứ vô đó mà bấm vô là sẽ có địa chỉ với số điện thoại. Thôi bây giờ mình đi vô. Bởi vậy Lưu Linh quay á là cho mấy bạn biết trái cây mùa nào bán ở đâu, làm trái. Sao mà mua được cái này cái kia không. Bởi vậy mình mới bỏ số điện thoại địa chỉ rồi cho mấy bạn xem. Bởi vậy mấy bạn xem kỹ chút xíu. Chứ nhiều khi mấy bạn coi mà mấy bạn complain, mấy bạn nói không có số điện thoại, số địa chỉ là sao mà biết được không. Còn ôi. Chừng nào mấy cái form nào mà Lưu Linh có nói là chủ vườn không cho vào vườn là Lưu Linh sẽ không để địa chỉ thôi. Không, chắc mấy cái đó chứ bóng anh không có đi quay nữa đâu. Tại vì mấy bạn không có vô được á, bởi vậy mình không có. Còn chỉ của anh Nguyên là lúc nào mình cũng có địa chỉ. Mình muốn quay cái gì mà để cho mấy bạn tham quan được á, tham gia được. Trời ơi, lá cách bữa nay quá trời tốt luôn nè. Chút nữa anh hái miếng đem về nhà ăn em. Dạ, rồi chút đẹp nữa anh hái lá cách đem về. Quá trời đẹp ha. Đi, chung là lấy bịch, giờ mình đem nó vô chảnh bán đi. Ổi của anh ra hái nãy nè. Giờ lên xe đi, mũi quá trời luôn. Các bạn ơi, anh Lưu với Mỹ Linh mới chạy ngang cái cây này nè. Nó bự mà quá trời quá luôn. Ôi ôi, coi trái nè. Wow, nguyên cây luôn, nhánh nào cũng có trái hết á. My goodness.
Thôi đảo anh Lưu. À hả? Cái cây này là đẹp nhất trong đám cây mẫn cầu của ảnh nha. Trời ơi, nó quá trái trời. Ồ, ở bên này nữa nè em. À. Trời, cây này cũng trái luôn đi. Trời ơi. Đẹp ghê không? Quá trời trái luôn nè. Nè, nhánh nào cũng có trái hết. À, em ở dưới đó kìa, em quay mới thấy ấy nè em. À. Oh my god. Thấy không? Nè, nhìn từ trên, ở dưới lên trên nè các bạn nè. Các bạn thấy không? Nhánh nào cũng có trái hết á. Quá trời mẫn cầu. Quá trời mẫn cầu. Đẹp. Cây, mấy cây này giống khác các em ơi. Nó bự trái nữa anh. Trái. Quá trái trái. Yeah. Thấy không? À hả. Hả, cây nào cũng như cây nấy trái không luôn. Mấy bạn thấy, ô cái này mẫn cầu tím. Ô, mẫn cầu tím đây nè nè. Ừ. Nè, cái trái nè. Cái này cây mẫn cầu tím. Hả, lâu là mà anh, một nhánh này nó tím còn bên kia nó xanh. Lứt. Ồ. À, thấy không? Có một nhánh màu tím thôi các bạn. Chắc này chắc ông này chiếc nhánh không? Bố cho anh luôn. Cái này à thấy không? Ừ. Đẹp quá. Quá đẹp. Nè, trái mẫn cầu đã. Quá đã luôn. Hả? Có một trái màu tím thôi còn cái nhiều. Ngộ quá. Có một cành tím nhiêu là màu xanh hết. Ừ. Đó, bữa nay là mình xuống mình quay cho chủ yếu quay cho mấy bạn xem mặn cầu đã vô mùa rồi nha mấy bạn. Giờ mình đi vô với anh Nguyên đi. Ừ, bữa nay anh Nguyên quá trời đông luôn. Giờ thêm người vô nữa nè. Lưu Linh mới ra vườn trái mặn cầu xong giờ vô quá trời khách luôn. Anh Lưu đang chặt thêm dừa. Anh Nguyên bán mà chạy quận cao cũng thấp luôn nè. Tháng nào mà cô trái cây gì á theo dõi tụi em á là anh sẽ biết được tất cả dưới đây rồi chứ là dưới dụng đây nè. Nay không uống bia ha, nay uống nước nha. Ok, cảm ơn chú. Anh cũng gì đó mình đâu rồi. Em quay lên để trên YouTube á. Facebook cũng có nữa. Facebook. Coi anh Nguyên mệt nè, vớ phờ đúng nè. Rồi anh em vẫn nói câu gì đi. Nãy giờ đông quá rồi. Thấy không? Quần cũng cao cũng khác luôn nè. Vớ phờ luôn. Quay khách nè. Dạ, khách nhiều quá. Giờ cũng còn khách nè. Nè Nguyên khát nước á, Nguyên khát nước đúng không? À, à, à. Vừa bằng một tay không lấy thớt nè. Rồi điển hình được rồi. Ờ à, điển hình. Điển hình. Trời ơi. Bữa nay mình có khách hàng kêu khách hàng quý nè. Nè, khách hàng bé nhất nè. Biết thưởng thức, trời ơi, biết thưởng thức mặn nữa kìa. Ngon chưa? Trời ơi. Đi coi các bạn đi hái mặn coi. Đi. Cái này luôn. Hồi nãy anh ăn còn miếng mặn anh nhét trong túi á các bạn. Anh lấy chiếc cái chân té con. Có cây nón nó đâu, lấy cái nón đi. Ngon bé, ngon không? Con ngon không? Dạ, giỏi. Đó. Ơ, đừng giục nha, đừng giục nha. Share. Ờ. Có không anh? Hết mặn rồi. Ờ. He's so cute. Ăn xe nữa đưa cho coi kìa, coi tướng nha. Coi tướng đứng ăn nè. Còn không? Cây gác không? Dạ, hết rồi. Đi kiếm chơi cho bé trái mà hết rồi bé ơi. Tính hái cho bé trái mặn xanh nó ngon hơn. Dạ, mặn xanh hết rồi, ngọt lắm. Trời ơi. Cô ơi. Coi bé ngầu chưa, hai bé gác chưa. Hết mặn rồi. I know. Nhớ mình coi kìa. Trời ơi trời. Cưng không? Hi. Hi con. Bye. 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 Anh bye ấn cột kìa. Bye con. Ờ.
thương không? Bye. Giờ đi về Michigan ha. Dạ. Rồi giỏi. Dạ. Giỏi quá. Tiếng gác hả? Hết mặn rồi hả con? Hết mặn rồi hả? Đi kiếm cho bé cái mặn đưa hết rồi. Cưng không? Con đang đây. Đi đây đâu đây? Nha. Đi Florida hả? Ôi giỏi. Thế giỏi. Bye. Nha. Bye. Bye. Nghe không? 13 ký. He's so cute. Hả? Rồi. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng cái video mình đây luôn đi. Từ sáng thì mình xuống đây á, mình giúp anh Nguyên anh Lưu chặt hơn 50 trái dừa. Ờ hả, tại này nắp quá đắt rồi. Này chủ nhật không? Ờ đúng rồi, chủ nhật. Bây giờ khách hàng đã xuống này quá trời nhiều luôn á. Rồi mình cũng tạm dừng đây đi. Giờ bye bye anh. Giờ mình đi ăn uống, đói bụng quá rồi. Bye. Rồi. Nè. Cái này là chị em dâu của anh Nguyên. Em dâu của anh Nguyên. Ở Houston xuống chơi. Mai về rồi. Mai về ha, đi nay mình nhậu. Lưu Linh cũng xin em chơi. Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha các bạn. Chị còn ngoài á, chị chiếc xe Lexus màu trắng đó. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumbs up, cái subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bữa nay mấy bạn thấy là mùa mãn cầu tới rồi nha. Anh Nguyên anh gửi đó thì Lưu nói này, mãn cầu mình không có biết được dai hay là bở nó ra sao. Cái trái mãn cầu mình ăn thử đây tại chỗ mà chính này á là nó dai nó ngon. Còn lúc mà anh gửi đi á là cái đó mình không biết nữa. Tại vì trong một cây đúng một rồi cây nó, á, có... nó không phải là nguyên một cây mà trái dai hết nha mấy bạn. Nhớ rằng là Lu nói cái đó nghe chứ đừng có trách Lu nói là quảng cáo trái mãn cầu dai. Tại nhà mình cũng bị mà mình biết. Đúng rồi. Đó. Mấy bạn nếu mà muốn biết ấy thì có là xuống phòng có Nguyên nè. Ăn xuống đây mua ăn thử đi mới biết không? Có muốn liên lạc với anh Nguyên, Mỹ Linh có để địa chỉ trong description và điện thoại. Các bạn có muốn gọi để order. Rồi bây giờ mình xin tạm ngừng. Xin chào, hẹn gặp lại sau. Bye. Bye. Anh Nguyên bơ phờ rồi. Chị, em ấy mấy cái dừa đây cho chị nè, xong chỗ đó. Dạ, thank you. Đúng rồi, đúng thật cho hai chồng ăn. À, giờ thôi mình ngồi xuống đây cho hai chồng ăn không ăn vô đâu. Đây hết. Anh đang nói về cho anh. Trời ơi. Mệt vậy.